là một trong những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn của đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh nghề nuôi tôm, thì tỉnh Kiên Giang còn phát triển mạnh mô hình nuôi cá chẽm. Đây là loại cá có giá trị kinh tế cao và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng trong những năm gần đây. Việc phát triển nuôi cá chẽm góp phần tạo nên hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, nhất là trước tình trạng khó khăn chung về đầu ra, cũng như dịch bệnh của một số loài thủy sản nuôi truyền thống. Do có nhiều lợi thế về tài nguyên, diện tích mặt nước, nguồn cá tạp làm thức ăn dồi dào, nghề nuôi cá chẽm tại thị xã Hà Tiên có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Đời sống của những hộ nuôi cá chẽm hiện tại rất là ổn định. Tại vì nhờ cái ham mê cái nuôi cá chẽm này, cũng một số hộ cũng đạt một thành quả nhất định, đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu xứng đáng. Đối với địa phương thì vận động hộ nuôi xong thì địa phương có phối hợp với ngân hàng chính sách để hỗ trợ vay vốn, tất cả mọi thứ là tạo điều kiện để cho bà con nuôi đạt thành quả cao. Gần đây, phong trào nuôi tôm công nghiệp phát triển rầm rộ, nhiều hộ xung quanh đào ao, lập trang trại nuôi tôm. Nhưng ông Huỳnh Văn Cải, hộ nuôi cá chẽm lâu năm tại xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, vẫn kiên quyết duy trì nghề nuôi này từ 11 năm nay. Với diện tích 1 hectare mặt nước, vụ nuôi vừa rồi, tổng lượng cá thương phẩm của ông thu được hơn 8 tấn. Hiện tại, cá trong ao đang phát triển tốt, còn khoảng 2 tháng nữa là thu hoạch. Với mức giá khá cao thời điểm hiện tại, hứa hẹn ông sẽ tiếp tục có một vụ nuôi thành công. Lúa thì giá nó không có cao, rồi tôm cũng vậy nữa thì giá nó cũng không có ổn định, nuôi nó không có chắc ăn, không có chắc ăn bằng cá đâu. Nuôi cá chẽm là chắc ăn à. Đó, thâu dịch bệnh nó không có, không có thất, năm nào cũng trúng hết á, là nuôi vụ nào chắc vụ đấy. Lúc đầu thì tôi cho ăn thức ăn công nghiệp, đúng 3 tháng thức ăn công nghiệp xong rồi tôi mới chuyển qua cá. Cá khoảng lên 3 ngón, 4 ngón. Tôi mới chuyển qua cá phân cho ăn cá tạp mình đó. Khoảng là 2 tuần nay nè, Đức cũng ghé thăm rồi hỏi ơi, mình cho ăn thức ăn này có trộn thuốc trộn gì không? Tôi nói không có đâu. Tại vì ở đây là tôi cho ăn cá tạp, cho ăn cá thiên nhiên, cái lớn ăn cái nhỏ, cái chết, cá chết cho cá sống ăn thôi. Nó không có gì ảnh hưởng, không có xài thuốc men gì hết đó. Cá chẽm dễ nuôi và mang lại mức lợi nhuận khá cho người nuôi. Nếu như trước đây, tỉnh Kiên Giang chỉ có một vài hộ nuôi, thì hiện nay, nghề này đã thu hút hàng trăm nông hộ tham gia. Bà con nuôi bằng nhiều hình thức khác nhau, có người nuôi kết hợp với nuôi tôm hay các loại cá khác. Tuy nhiên, nuôi hiệu quả nhất vẫn là chuyên canh với quy mô công nghiệp. Theo ông Cải, cá chẽm hầu như không phát sinh dịch bệnh trong quá trình nuôi. Trong các công đoạn chăm sóc thì xử lý nước, quản lý môi trường và đảm bảo sức khỏe con giống trong thời gian đầu là yếu tố quyết định hiệu quả nghề nuôi. Kỹ thuật nói chung thì không có khó khăn gì đâu, kỹ thuật dễ thôi. Cái ăn thua mình xuống giống ban đầu rồi, mình điều dưỡng con giống á, gào lại tới cho nó lớn, rồi mới phân ra từng đoạn vậy đó. Tới mà nó lên khoảng 3 ngón tay là khỏe rồi, là bung ra là dễ rồi đó. Nuôi cá nước lợ ở Kiên Giang hiện có hai dạng là nuôi trong ao đất và nuôi lồng bè trên biển. Hình thức nuôi lồng bè đòi hỏi nguồn vốn tương đối lớn. Đây là trở ngại đầu tiên đối với người nuôi. Chính vì vậy, nuôi trong ao đất là hình thức đang được bà con nông dân quan tâm áp dụng. Thực tế, không ít bà con chuyển từ ao đầm, nuôi tôm sang nuôi các loại cá nước lợ như cá mú, đối tượng có giá trị kinh tế rất cao. Đối với một số hộ mà muốn chuyển sang nuôi cá mú thì chúng ta cần lưu ý là cái vị trí ao của mình là nó phải thuận tiện. Cái thứ hai là cái ao của mình phải là đất thịt hoặc thịt pha cát và ít phèn. Trong quá trình nuôi thì mình cần phải thường xuyên theo dõi là các chỉ tiêu môi trường nước, đặc biệt là cái yếu tố nhiệt độ, độ mặn và cái pH. Đối với độ mặn thì chúng ta nên quản lý là phải đảm bảo là từ 15 phần ngàn. Còn đối với cái pH là chúng ta phải từ 7,5 đến 8,5. Trong quá trình nuôi thì chúng ta cần phải theo dõi cái tình trạng sức khỏe của cá để từ đó mà chúng ta có thể chủ động được quá trình xử lý. Theo nhiều bà con nuôi cá ở huyện Kiên Lương thì cá mú thuộc dạng dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là cá tạp. Sau 10 tháng thả nuôi, cá đạt trọng lượng từ 1 đến 1,5 kg một con.
với giá bán hiện tại lên đến 250.000 một kg. Sau khi trừ chi phí, người nuôi có thể thu lãi hàng trăm triệu đồng cho một ao nuôi. Ông Trần Kỳ Bá, ngụ ấp Ba Núi, xã Bình An, tận dụng 1,5 hectare mặt nước áp dụng mô hình nuôi cá mú trân châu đã 15 năm nay. Theo ông Bá thì nghề nuôi cá mú có hiệu quả cao, cá nuôi ít bệnh và mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Từ ngày mà nuôi cá tới bây giờ, nuôi trồng như tụi tôi ở đây thì sống nó cũng cuộc sống cũng tương đối ổn định, cũng cho con cháu đi học được. Ở nhà thì cũng sống không nên nổi chật chật gì lắm. Giá bán thì được 240.000 một ký tới thời điểm hiện tại này. Lợi nhuận thì cũng khoảng chừng trên 100 triệu. Chăm sóc thì cũng không có gì đặc biệt. Cố gắng mình làm sao cho nước mưa ở trên, hạn chế nước trên bờ đất chảy xuống. Mình trải bạc xung quanh hết các bờ để mà cho phèn nó đừng có rõ xuống. Cá này nó cũng rất là sợ phèn. Việc người nông dân đang từng bước chuyển đầu tư, đa dạng đối tượng nuôi, hứa hẹn mang lại nhiều thành công. Tuy vậy, dù đối tượng nuôi nào thì quy trình chăm sóc, nhất là khâu quản lý nước, luôn là yếu tố then chốt, quyết định thành bại của cả một vụ nuôi. Bởi vì, sau thời gian đầu phát triển tốt, những năm gần đây, cá nuôi xuất hiện nhiều dịch bệnh, ảnh hưởng đến năng suất sau thu hoạch. Tùy theo những năm, những vụ, thì tình hình nói chung là tương đối là khó, đó. Nó bệnh dịch nhiều hơn. Mình không có thể là đổ thừa con giống của nước ngoài nhập về xấu. Là có một điều là nó phụ thuộc lớn vào cái khâu mình vận chuyển từ địa điểm mình nhận đến địa điểm nuôi. Nuôi cá nước lợ này, con giống thì hiện nay là không thiếu, nhưng mà không đáp ứng kịp thời theo cái mùa vụ của người nông dân. Hiện nay ở trong nước thì cũng sản xuất được cái con giống cá mú, rồi sản xuất giống được con cá bóp. Nhưng cái nhu cầu bà con nông dân của tỉnh từng thời điểm thì nó lại là không có con giống. Chủ trương của tỉnh thì đã có quy hoạch là cái vùng nuôi cá lồng bè. Nhưng đặc biệt trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì bà con nuôi sản xuất nhỏ lẻ, nuôi quanh cái đảo. Thì những cái lồng, cái bè đặt nuôi thì nó chung với nằm trong những vùng mà neo đậu tàu thuyền của người dân khai thác. Do đó trong cái quá trình mà vệ sinh tàu thuyền trước khi ra khơi hoặc là trong những có những trời sóng gió thì bà con tàu thuyền tập trung vô cùng trong những cái khu mà nuôi cá lồng bè của bà con nông dân. Cái người mà khai thác thì người ta sau khi vệ sinh tàu thuyền là tất cả những sản phẩm như nhớt và xăng dầu nó đổ xuống và một số cái sản phẩm khác người ta đổ ra biển thì làm ảnh hưởng cái môi trường của cái người nuôi cá lồng bè, làm cho cá nó cũng có xảy ra một số cái bệnh và nó chết. Nghề nuôi cá nước lợ ở Kiên Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong những năm qua phát triển tương đối nhanh với quy mô ngày càng mở rộng, đóng vai trò rất quan trọng và phát triển kinh tế xã hội chung của toàn vùng. Với hiệu quả kinh tế cao, dễ nuôi và đặc biệt là đầu ra luôn ổn định, đây là những mô hình đang được ngành chức năng các địa phương ven biển khuyến khích phát triển. Bên cạnh đó, việc nhân rộng các mô hình này không chỉ giúp đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản, mà còn góp phần giảm áp lực cho người nuôi tôm vốn đang gặp rất nhiều khó khăn.